Trong sự kiện kỷ niệm 60 năm gia nhập thị trường Thái Lan, hãng Toyota đã bất ngờ trưng bày hai mẫu xe bán tải, bao gồm IMV không concept và Hilux Revobec concept. Trong đó, Toyota Hilux Revobec concept là nguyên mẫu của xe bán tải chạy hoàn toàn bằng điện. Đúng như tên gọi, Toyota Hilux Revobec concept được phát triển dựa trên dòng xe bán tải cỡ trung Hilux quen thuộc. Hãng Toyota đã tạo ra mẫu xe concept này dựa trên Hilux Revo, cabin đơn hiện đang bán tại thị trường Thái Lan. Toyota Hilux Revo tại Thái Lan hiện đang sử dụng động cơ diesel. Do đó, để tạo ra Hilux Revo BEV concept, hãng Toyota đã phải cải tiến mẫu xe bán tải này để lắp thêm motor điện, pin, hệ thống sạc và những bộ phận khác. Ngay cả thiết kế ngoại thất của Toyota Hilux cũng được thay đổi cho phù hợp với hình ảnh của một mẫu xe bán tải điện. Có thể thấy rõ điều này qua thiết kế đầu xe. Khi nhìn từ góc trực diện, Hilux Revo BEV concept gợi liên tưởng đến Innova phiên bản thuần điện từng ra mắt tại triển lãm IMS 2022 ở Indonesia vào tháng 3 năm nay. Vì là ô tô điện nên Toyota Hilux Revo Back Concept đã bị bịt kín lưới tản nhiệt. Điều này khiến khu vực đầu xe trông khá buồn tẻ. Trong khi đó, cụm đèn pha không có gì khác so với Hilux Revo thông thường. Ở hai góc cản trước vẫn có đèn sương mù, nằm trong hốc màu đen. Ngoài ra, hãng Toyota còn bổ sung cổng sạc ở phía sau chắn bùn trước bên trái, cho mẫu xe concept này, Đáng tiếc là hiện hãng Toyota chưa công bố hình ảnh nội thất và thông số kỹ thuật cụ thể. Chỉ biết rằng, Toyota Hilux Revo Beb Concept sẽ lên dây chuyển sản xuất thương mại và bán ra tại thị trường Thái Lan vào năm sau. Đây không phải là phiên bản xanh duy nhất của Toyota Hilux được vén màn trong thời gian qua. Vào hồi đầu tháng này, hãng Toyota còn ra mắt mẫu xe Concept Hilux H2 ở Anh Quốc. Khác với Hilux Revo Beb Concept, Toyota Hilux H2 là xe bán tải chạy bằng pin nhiên liệu hydro. Dự án phát triển Toyota Hilux H2 do Trung tâm Truyền động Nâng cao thực hiện dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Anh nhằm phát triển xe không khí thải tại xứ sở sương mù. Để phát triển Hilux H2, các kỹ sư của hãng Toyota đã tháo bỏ động cơ diesel và hệ truyền động của Hilux thông thường, thay vào đó sẽ là hệ truyền động FCEV thế hệ thứ hai lấy từ người anh em Toyota Mirai. Hệ truyền động FCEV thế hệ thứ hai của Toyota bao gồm pin nhiên liệu, motor điện và bình hydro biến Hilux thành mẫu xe bán tải không phát thải khí. Hiện hãng Toyota chưa công bố thông số kỹ thuật cụ thể. Trong khi đó, hệ truyền động FCEV của Toyota Mirai tạo ra công suất tối đa 182 mã lực và mô men xoắn cực đại 300 Nm đồng thời chỉ thải nước ra khỏi ống xả. Theo kế hoạch, Toyota Hilux H2 sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Burn Aston, Anh, vào năm 2023. Theo Toyota, mục tiêu ban đầu là sản xuất xe với số lượng thấp, và nghiên cứu những ứng dụng khác của công nghệ pin nhiên liệu hydro trong phân khúc ô tô con, hỗ trợ tiến tới tương lai trung hòa carbon. Như vậy, trong năm sau, dòng xe bán tải Toyota Hilux sẽ có hai phiên bản thân thiện với môi trường, bán ở Thái Lan và Anh.